Cô gái Diễm My liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai đang ở đâu? Đó là câu hỏi mà cha mẹ ruột của Diễm My đang tìm kiếm câu trả lời trong suốt thời gian qua. Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử 6 bị cáo ngụ nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, cha mẹ Diễm My một lần nữa mong muốn biết tung tích của con. Ngày 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở lại phiên tòa xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 6 bị cáo ngụ nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, tức là ngôi nhà của các bị cáo Cao Thị Cúc tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong đơn kháng cáo, các bị cáo đều đề nghị tòa tuyên vô tội. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên ngày 21 tháng 7, bị cáo Lê Tùng Vân và 5 bị cáo khác cùng phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, 5 năm tù, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 30 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc, 62 tuổi, 3 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2 tháng 11, ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, là cha mẹ ruột của Võ Thị Diễm My, cô gái đã tuyên bố đi tu tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai và sau đó mất tích đến nay. Ông Thắng và bà Mai dự phiên tòa với vai trò là người làm chứng. Trong phần xét hỏi, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo, ông Thắng và bà Mai khẳng định, vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, Diễm My đã trở về nhà của ông Thắng bà Mai tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống trong thời gian 6 tháng. Sau đó, Diễm My đã bỏ nhà đi. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, ông Thắng và bà Mai đã không gặp lại Diễm My, cũng không liên lạc được. Mặc dù ông Thắng và bà Mai đã dùng nhiều cách, đồng thời có đơn gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa mong muốn tìm kiếm con gái của mình. Tuy nhiên cho đến nay, cha mẹ ruột của Diễm My vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về con gái của mình. Tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 11, phiên tòa phúc thẩm đối với 6 bị cáo ngụ tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang diễn ra phần xét hỏi. Vụ án này có một bị can khác đã bị khởi tố là Lê Thu Vân, nguyên quán tại thành phố Cần Thơ, thường trú tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa kết thúc điều tra đối với bị can này. Trong một diễn biến khác liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đây sau khi có kết luận giám định ADN đối với 27 người sinh sống ở nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang trong quá trình xem xét để xử lý theo các đơn tố cáo của tổ chức cá nhân đối với một số người trong Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi loạn luân. Sáng ngày 2 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên đã khẳng định vô tội và khai rằng mình đã bị điều tra viên đánh. Lê Thanh Hoàn Nguyên yêu cầu hội đồng xét xử lại từ đầu và lắng nghe những phần trình bày của các bị cáo sau khi được chủ tọa hỏi có yêu cầu kháng cáo nào không. Bị cáo này khẳng định mình vô tội vì những bằng chứng thu thập được của cơ quan điều tra không đúng sự thật. Ngoài ra, Lê Thanh Hoàn Nguyên còn cho biết thêm ở cơ quan điều tra mình đã bị đánh và bị đe dọa. Những bị cáo còn lại là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên cũng cho rằng mình không thực hiện hành vi như trong án sơ thẩm, kêu oan và đề nghị được trả tự do. Trước đó, báo cáo của hội đồng xét xử tiếp tục ghi nhận sự vắng mặt của bị cáo Lê Tùng Vân, người làm chứng Võ Thị Diễm My và hai bị hại là ông Trương Ngọc Toàn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Dù luật sư bảo vệ cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do này, thế nhưng chủ tọa phiên tòa xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của các cá nhân trên là hợp pháp, không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tuyên bố tiếp tục phiên tòa. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Tùng Vân đã sử dụng địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ để hoạt động tôn giáo trái phép. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng lên Internet những thông tin sai, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Chiều nay, lực lượng chức năng thuộc đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã dẫn dải tàu mang số hiệu TG93738TS chở khoảng 65.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng gần 11 giờ trưa qua ngày 31 tháng 10, tại vùng biển cách phía đông bắc huyện Côn Đảo khoảng 41 hải lý, lực lượng chức năng của đoàn trinh sát số 2 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu TG93738TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng tàu để tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 65.000 lít dầu đeo, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan. Thuyền do ông Lê Minh Trung sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Thưa quý vị, một thượng úy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Trụ bị giáng cấp, hai đại úy bị khiển trách sau vụ đuổi đánh người vi phạm giao thông đường bộ. Liên quan đến vụ nam thanh niên bị cảnh sát giao thông dùng gậy đánh đạp xe máy xuống bờ ruộng tại đường tỉnh 833 ấp 2 xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, công an tỉnh Long An vừa ra quyết định điều chuyển khỏi lực lượng cảnh sát giao thông đối với 3 người trong tổ tuần tra. Trong đó, một đại úy dù không tham gia việc đánh người nhưng với vai trò là tổ trưởng vẫn phải chịu kỷ luật vì chịu trách nhiệm chỉ huy trong ca trực. Sáng ngày 31 tháng 10, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Trụ gồm hai đại úy và một thượng úy phát hiện gã đàn ông chạy xe máy không có kính chiếu hậu trên đường tỉnh lộ 833 nên ra tín hiệu dừng xe. Người này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy nên hai cảnh sát truy đuổi. Theo camera an ninh ghi lại, khi đuổi đến khu vực thuộc ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, thượng úy cảnh sát ngồi sau xe đặc chủng dùng dùi cui đánh vào vai người vi phạm. Nam thanh niên bị đánh chỉ biết dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng và ngã vào vệ đường. Lãnh đạo công an huyện Tân Trụ khẳng định hành vi ứng xử của viên cảnh sát giao thông trong clip là sai. Tuy nhiên, người vi phạm cũng có lỗi là không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lạng lách, đánh võng, xe không có kính chiếu hậu, không mang giấy tờ. Người đàn ông vi phạm này sau đó đã bị xử phạt về lỗi không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 10 năm lẩn trốn. Cụ thể, tối ngày 30 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Kiên, sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, Kiên là đối tượng bị Công an huyện Sơn Động truy nã về tội trộm cắp tài sản vào tháng 6 năm 2014. Trước đó, năm 2013, Hoàng Văn Kiên cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp viễn thông gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Động. Quá trình lẩn trốn, Kiên vượt biên sang Trung Quốc. Đến năm 2020, Kiên trở về Việt Nam, đồng thời lấy tên mới là Hoàng Trung Kiên, lập gia đình và sinh sống tại tỉnh Cao Bằng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Động để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.